Wow. Trời. Trời quá đẹp luôn. Quá đẹp để đảo Anh. Hôm nay làm gì ạ? Hôm nay làm gì ạ? Hôm nay ngủ đây đá bóng với Gam Fan. Thấy bảo đối văn phòng em ạ. Hả? Thấy bảo đối đối của mình văn phòng. Mấy ngày căng à? Ờ. Hy vọng là họ sẽ nhường nhịn mình tí. Làm gì nhỉ, khó câu quá vậy. Nay có vào sân em nhỉ? Em hả? Em kiểu nhân vật đặc biệt nên là chắc là em dùng lại cho các bạn khác đá. Ừ, thế dự bị luôn nha, nhiều người khác đá chính nha, à đánh chính nha. Đúng rồi, em có lòng nhân hậu bác ái đúng không? Sẵn sàng nhường vị trí chính cho người khác. Em không cần điều gì. Hồi cấp. Imo nè. Gì đó nè. Anh cũng hồi cấp đúng không? Cũng hồi, nhưng mà anh thơm cấp. Anh không hồi với em. Vâng, vận động viên em Ba Sang của chúng ta đang khởi động. Anh sắp về rồi mà. Chưa thấy Here we go nhỉ? Here we go, M. Bassang, Real Madrid. Muchas gracias, afición. Esto es para vosotros. Sí. Bên kia có nữ rồi, mình dễ nữ được. Ông này cũng có nữ. Một nữ. Anh quên rồi. Hai nữ. Thì em đó. Không, nếu mà cùng lắm thì biết. Cũng có hai à, có anh với... Ê, gì anh, đụng mình nên tính nha. Đâu, thể hiện sự mạnh mẽ nè. Oh my god. Hôm nay đi đâu vậy bạn? Đi đâu bạn? Đá banh sao gì nhiều quá vậy? Banh hay là bóng? Hôm nay em đi làm khán giả. Đó, thấy chưa mọi người, thấy chưa? Khán giả thì cũng phải có nước uống chứ trời. 25.000 nhiêu. Hay quá còi ơi. Ôi. Hay quá còi ơi. Bốn trống. Nice, nice. Hợp chính thuật, hợp chính thuật. Ôi mang ngắn gì vậy mang? Mình có kiểu dưa leo nè, cái kia là cái gì vậy? Trứng cút. Trứng cút. Mang có mời nha, mời mọi người á mang. Cái gì là mang hết trời. Ăn qua đây ăn rồi, cái gì? Làm miếng dưa leo cho nó có, cho nó có thảo. Ờ đem chút mình ăn. Thôi anh không ăn cái này đâu. Ta bánh cho nó ăn. Tiếng đá chứ. Không khỏe cũng lắm. Thôi anh ăn đi. Tí anh đá rồi. Tí anh đá hả? Nhưng mà anh ăn một miếng thôi. Tí đá, tí đá. Tí anh đá hả? Tí đá. Chị thôi em ăn cho. Này không hiểu kịch bản. Không hiểu kịch bản. Nóng quá anh em à. Đá mà. Anh em nhìn người tôi mà. Đói cái mồ hôi. Tôi không mập. Tôi không mập. Tôi không mập như tôi bụng to. Nãy giờ bao nhiêu bàn anh Năm Mùi? Năm mấy bàn? Năm bàn. Anh ghi hay là đội ghi? Anh ghi hay trái?
Tiện tao chạy nãy giờ giảm được xíu đưa ly này. Ủa không ai vô hả? Có. Em bên lề đâu? Bơm nước đi. Đi vô cho tôi. Tôi là tôi bảo anh rồi đó. Vẫn chưa. Đá gì mà có 5 phút anh lên rồi. Tôi vẫn chưa sẵn sàng. Anh bộ phải sẵn sàng. Tôi cần phải nghỉ một chút. Con người chứ phải con. Rồi anh. Anh công. Không nghĩ là em chèn người mà em đâu đẩy. Em ép một người thôi. Ai vô giữa. Ai. Mày đẩy là mày dùng tay mày đẩy mới là đẩy, còn mày lấy người mày chèn mà đẩy. Kẹt luôn. Kêu nó bay. Chú chạy vậy đó. Có lẽ là ý trời rồi. Rồi vô kìa. Đổ tay banh ha, đổ tay dày ha. Rồi rồi. Dạ. Mạnh quá. Mai đá tiếp đi. Trận đâu là cái thứ. Sợ hả? Có thời gian rồi đó. Thì ra trên sông tối rồi đó. Cái lưng á thì bao nhiêu cái dĩa cái tô úp vô. Đá cho giải nhiệt không? À, giống mình chưa cho nét còn mấy phút cuối chăn chối. Còn mấy phút cuối phải để giờ mình để lùng sâu. Ê giờ mới có gió nè. Muốn nạp tiền được. Nga. Giờ mới có gió nè. Đây bên kia có áo kia mà đứng trước ngoài thì sướng như băng. Chụp bên nhau. Mà đứng trước cơ. Cúp đâu? Nãy giờ đứng không thấy cúp vậy. Sao nha. Cúp cho đây anh nào. Dạ để giờ em ghép vô. Đứng đâu nữa. Mai mai lên sớm bóp anh. Dạ. Lâm vô. Thiết nghĩ nên có cái áo game Madrid cho Long á. Ngon lên cho để kiếm cái áo Real Madrid màu trắng 2029. Ê bên 2009 Áo Ronaldo. No no, Real Madrid là 2015 2016. Ở trước người. No. Real Madrid phải có anh 7. Sát sang bên này nữa đi, sang bên này nữa đi, sang bên này nữa đi. Ê, cu kia ra đi. Đây. Ai mít mới quan cho mấy anh đứng. Eric ra cho đội trưởng vô coi. Rồi đứng đây. Mà mắc gì phải ra ta? Giấu đôi dép mày lại. Đúng không? Đôi dép tiền quá. Vô em ơi. Vô vô vô. Kêu nó trong cam ham được mà. Thật mắc gì vậy? Rồi. Rồi. À, đúng rồi, để lộ nè. Đây đây nhìn mày này nhá. Rồi, nhìn nè mọi người. 1 2 3. Rồi. Rồi đâu? Tay vô. 1 2 3. Cầm chìa khóa.